xưởng sản xuất máy thực phẩm Hoàng Quân xin kính chào khách. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn mọi người làm cám viên với một chiếc máy đùn thịt đùn xương nhé, có tính năng làm cám khi anh em thay đổi cái mặt sàng. Thì hôm nay sẽ làm với mặt sàng 4 ly, 3 ly và 2 ly. Thì mọi người có thể tham khảo đây, chiếc này là cối gang 12 motor ký mốt với đầy đủ các nguyên liệu có sẵn của mỗi gia đình. Thì tùy vào từng cái nguyên liệu của mỗi người mà chúng ta sẽ sử dụng. Thì hôm nay chúng ta sẽ có thêm ở đây là cái cá. Và lưu ý, mặt sàng theo máy cố định nó sẽ là cái 8 ly như thế này. Còn các cái mặt sàng này là anh em sẽ phải mua thêm, mua riêng. Thì có thể mua cối to hơn thì sàng to hơn. Thì anh em tham khảo tại website là máythucphẩmhoangquan.com. Bây giờ chúng ta sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước một đối với các anh em bên chăn nuôi nhé. Chúng ta làm cám viên. Trước hết là anh em sử dụng, có thể là cho cá, có thể cho cua hoặc là ốc gì đấy. Thì chúng ta sẽ phải xay với các cái con này trước, với cái mặt sàng to này. Sau đó thì chúng ta sẽ nhào trộn, cắm điện vào, bật công tắc lên và thả cá vào để cho nó xay nhỏ ra nhé. Cái mục đích làm như thế này để cho cái con viên cá của mình ấy, nó sẽ được chia đều các cái tỷ lệ của cá vào những viên cá. Anh em chỉ cần thả vào như thế này thôi. Nếu mà là cá to thì chúng ta chặt nhỏ ra đối với cái khối nhỏ này. Còn nếu mà anh em mà mua được cái khối to ấy, thì không cần phải chặt cả. Cứ thế sử dụng thôi. Đây là cối nhỏ nhất của bên mình, là cối số gang 2, cối gang số 12 nhé. Đây là mình đã xay xong cái phần là cá này, mình muốn trộn cá này với tất cả các cái nguyên liệu của bên mình hiện tại đang có. Thứ nhất là bã đậu này, mình có bã đậu rồi, bã này thì rẻ không mà, chăn nuôi mà, chúng ta cho hết vào nhé. Cho hết vào này. Đây là cám cò, thì cái này nó sẽ làm cho cái viên cám mình thơm hơn, thì các con vật nó thích ăn hơn. Rau này anh em có rau gì dùng rau lấy nhá, cho vừa phải thôi, không cần phải cho nhiều quá đâu, tùy vào anh em thôi. Và đây là cám đen, cám gạo này, chúng ta cứ cho vào như thế này và chúng ta sẽ đảo trộn với nhau, đảo trộn đều, đảo thật đều nhá. Đấy, lúc này thì các con cá, lý do vì sao mình phải xay trước là để cho các con cá nó đi đều và từng viên một. Thế là mỗi con vật đều có đầy đủ các cái chất dinh dưỡng chúng ta cần thiết. Chúng ta chỉ cần đơn giản như thế này thôi. Đối với cái chất ẩm như thế này thì ok rồi, không cần phải cho thêm nước. Còn đối với mà anh em nào mà thấy nó khô quá ấy, thì chúng ta sẽ đổ thêm nước. Còn như này thì tôi thấy là ok rồi này. Rồi, chúng ta không cần phải cho nước thêm, bỏ qua. Bây giờ sẽ xay để đây nhé. Chúng ta sẽ sử dụng các mặt sàng nhỏ này. Bây giờ chúng ta sẽ phải tháo ra, tháo cái này ra để thay mặt sàng này. Chúng ta sẽ lấy bỏ cái sàng này đi. Sàng 8 ly này xong nhiệm vụ của nó rồi, nó sẽ bỏ ra ngoài. Đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng với cái mặt sàng 4 ly thì có sẽ có một cái cá ở đây. Chúng ta lắp vào này. Cầm cái mặt đích này vặn vào thôi. Chân tay vào là vặn vào được. Đấy, chân tay vào là nó sẽ vào. Chúng ta chỉ lên vặn đến cái mức mà cái con dao với cái mặt sàng nó chạm vào nhau thôi nhá, không nên vặn chặt hơn. Hiện tại tay mình khá trơn nên vặn hơi khó. Đấy. Chỉ vặn để cho con dao nó chạm vào cái mặt sàng thôi, anh em đừng vặn chặt quá. Bây giờ anh em tham khảo chính xác nhất nhá. Bật máy này, xem nhá, xem cái viên cám to nhỏ khác nhau như nào nhá anh em nhá. Và cái số lượng mình thả vào nhanh hay chậm. Xem viên cám nó sẽ ra như thế này. Sau đó chúng ta chỉ việc cầm và đem đi phơi thôi. Đây là cá 4 ly này. 4 ly là lên cho gà, cho vịt là ok.
các em có thể xem được viên của nó như thế nào. Mình sẽ để qua một bên đã nhé, để qua một bên và sử dụng các cái mặt sáng khác để anh em tí nữa sẽ tham khảo về độ to nhỏ cho từng loại con một. Đây là con có thể cho gà, cho vịt. Sau đây là sẽ sử dụng cái mặt sáng 3 ly này. Mặt sáng 3 ly anh em lắp vào. Rồi, cái 4 ly mình sẽ để ra một bên, lát nữa sẽ cho mọi người xem toàn bộ lại. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cái 3 ly nhá. Lỗ sàng càng nhỏ thì anh em nên thả cám vào chậm hơn, không lên quá nhanh. Nhanh nó sẽ dễ hỏng máy. Chúng ta thả vào để cho nó đủ độ đùn ra thôi. Anh em có thể tham khảo viên 3 ly với 4 ly nó khác nhau hoàn toàn nhé. Nó sẽ nhỏ hơn. Cái loại này sẽ phù hợp với con gà nhé, gà lớn, gà trưởng thành nhé. Phù hợp với gà trưởng thành hơn này. Chúng ta đem đi phơi là xong. Bây giờ chúng ta sẽ thay, làm thêm một cái nữa là cái 2 ly. 2 ly thì sẽ tập trung chủ yếu là cho chim, như là chim chào mào ấy, hoặc là cho những con gà con. Đây, cái mặt sàng 2 ly thì nó sẽ có hai mặt nhé. Thì anh em lưu ý cái phần lõm này chúng ta hướng ra ngoài, còn phần mặt phẳng kia sẽ để cho nó chạm với con dao để nó cắt. Rồi, chúng ta sẽ bỏ qua một phần nó ở bên nhé. Mặt sàng 2 ly đây, bây giờ anh em xem tham khảo thực tế cái 2 ly nó nhỏ như thế nào. Thế nên anh em thả vào từ từ thôi, đừng thả vào nhanh. Lỗ sàng càng nhỏ anh em thả vào càng chậm. Nhớ. Xin mời mọi người tham khảo về độ to nhỏ của các mặt sàng nó khác nhau như thế nào. Chúng ta có thể chiếu gần hơn. Đây là 4 ly này. 4 ly đây là bàn tay này. Chúng ta cầm lên như thế này. Đây là bàn tay này nhé. Đấy. Đây là 4 ly này. Sang bên này cái 3 ly. Tôi cầm hẳn bàn tay để anh em có thể nhìn được nó to nhỏ khác nhau như thế nào. Ok chưa? 3 ly đây nhá. Và đây là 2 ly. 2 ly. Thì chúng ta phơi ra xong rồi nó sẽ tự gãy. Chỉ cần vò vài cái thì nó sẽ tự gãy. Anh em chỉ cần lưu ý mặt sàng theo máy cố định sẽ là cái 8 ly này. Còn các mặt sàng 2, 3, 4 này anh em phải đặt mua riêng. Ngoài cái cối này ra mình có cối to hơn như là 22, 32, 42, 52, 62. Tùy thuộc vào từng cái nhu cầu của mỗi anh em khác nhau. Anh em tham khảo chi tiết tại website của bên mình là máythựcphẩmhoangquân.com. Hoặc gọi điện theo số 0941111699, 0973684391 để tham khảo chi tiết về các loại máy của bên mình đang có. Sản phẩm đều công khai hết tất cả hình ảnh hay là thông số hay là giá bán. Rồi, clip đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào.